thưa thầy, kính thưa các bạn đạo. Tiếp theo, như là thầy vừa giảng dạy cho chúng ta, là chúng ta phải phát đại nguyện trong thực hành, chứ không có phát đại nguyện trong động loạn. Thì chúng con phát sinh con Yên Hòa xin trình diện với thầy và Lê Thị Ri đã xuống tóc và có lời phát nguyện để xin chư vị ở trên thiêng liêng, xin thầy chứng giám, xin mời bà Lê Thị Ri. Nam mô Bổn Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta chấp hành đó là thành Phật chí lý của Hoàng Đế Chí Lý. Sau 40 năm gian lắm trong bến mê để đền tội trả nghiệp, trong buôn khổ báo hiếu gia đình báo ơn xã hội, hôm nay dính kính gia đình con đã nhẹ, con được thầy cạo sạch mớ tóc rửa ô. Từ nay con nguyện năm năm sám hối, cạo rửa tâm trần tục, lập hạnh tu hành, mượn câu lục tự Di Đà làm thuyền bát nhã vượt khỏi bến mê. Con nguyện đem tình thương của cha thầy ban rải cho con, để hy sinh chia sẻ và sống ảnh hưởng cho mọi người xung quanh con. Đó là con nghĩ báo được hiếu cha mẹ trên trời và đền đáp được chút công ơn của tổ thầy đã dìu dắt con trên con đường thiên đạo. Kính xin thầy soi sáng và mở đường cho con, để con bền tâm vững chí đi đến trọn đường đời trong kiếp này. Khi chúng ta có cơ hội phát nguyện là chúng ta đã nhận được tia sáng trong nội tâm của Thượng Đế. Cho nên phát nguyện để đi làm gì? Để vượt khỏi cảnh trần ai đau khổ này. Để làm chi? Để cứu độ chúng sanh. Vì ta là chúng sanh mang thể xác phàm tục và vượt khỏi sự động loạn là cuộc một kỳ công để ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Cho nên mọi người biết tự tu tự tiến là làm việc đạo cho Thượng Đế. Đại đạo sẽ khai triển trong tâm các bạn, không cần phải chạy tâm chạy tộc, ngồi đi một chỗ đó niệm Phật trì niệm, khai triển luồng điển thăng hoa đi lên, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, nhận lĩnh của Thượng Đế, đó là đủ cứu độ quần sanh. Các bạn cảm ơn lời nguyện của quý vị. Thưa thầy, thưa các bạn đạo, trong tinh thần phát nguyện để thực hành, xin có bạn đạo nào nếu có những lời phát nguyện thì xin lên đây để cho chư vị ở trên thiêng liêng cũng như đức thầy chứng giám, xin quý vị tuần tự bước ra và từng người một bước lên trên này. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật
Thái Bình. Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Phật Thái Bình. Kính thưa Thầy, hôm nay con nguyện sẽ là một người tu vô vi, sẽ thực hiện 10 điều răn mà Thầy đã đưa ra. Con không có gì hơn là làm tròn 10 điều răn đó. Con xin đổi ơn Thầy. Một người tu học phải biết dọn mình và giữ giới để tiến hóa. Cho nên tùy theo mọi trình độ và phát đại nguyện. Khi chúng ta có tu hành, đại nguyện có giá trị, thành luôn luôn quan chiếu và túc trực xây dựng cho chúng ta tiến hóa cho đến đích. Thành thật cảm ơn và phát nguyện. Thầy, nhờ con xuất giác của Thầy mà con nhìn thấy tất cả tội lỗi của mình. Và con xin có một cái lời nguyện lát là tâm bình đẳng, thương mọi người như thương mình, để được ước nguyện là trở về cùng cha và cùng Thầy. Khi biết được ta là một tội hồn chưa hoàn tất, mà biết phát đại nguyện sửa tâm, thì một điều quý cho chúng sanh. Chúng sanh ai cũng muốn có một cảnh bình an, thanh tịnh, mà mọi người biết tu sẽ đem lại, nối tiếp cho một cảnh bình an thiên đàng tại thế. Như mọi người biết tu, không nói trời Phật mừng, chúng sanh cũng mừng. Tôi mong sẽ là đại nguyện và mong khi thực hiện cho đến đây. Cơ hội này trong giờ phút thiêng liêng xin về trên là cái điều thiêng liêng cùng Thầy cùng các bạn chứng giám cho lòng thành của tôi. Đây là một cơ hội để cho tôi học cái hùng tâm dưỡng chí, vì từ lâu tôi đã ẩn mình trong sự yếu hèn, trong sự mê chấp và trong sự động loạn. Thì đây là cơ hội để tôi nói lên sự thật của tôi, để tôi thấy được những sai lầm hầu cải sửa thành một con người tu chân chánh, chứ không tu bằng lời nói suông nữa. Xin Thầy chứng minh cho đồng hành của con nguyện cố gắng tu hành thành đạo. Sự phát tâm từ đáy lòng thức giác, chúng ta phải cương quyết nuôi dưỡng ý chí đó và không lệ thuộc bởi luật căn luật trần nữa, hoàn toàn tự chủ hướng thượng. Mình mong khu độ quần sắc. Hướng thượng không mất, mà hướng thượng đã giải thoát, vạch đường chỉ lối cho những người kế tiếp đã và đang đi. Cho nên là nguyện từ đây là lúc nào cũng có giá trị. Ôm ấp nó và thực hiện sự kỳ vọng, và không lệ thuộc bởi lục căn lục trần của đôi môi nữa. Dụng tâm thanh tịnh, xây dựng dũng chí thanh tịnh để tiến hóa. Cảm ơn là đại nguyện đóng góp vào tương lai.
thưa Thầy, con xin nguyện từ nay con sẽ sửa tâm sửa tâm. Con cố gắng tu tinh tấn hơn nữa, khỏi phụ lòng Thầy. Qua cơn khảo đảo của nội tâm, biết rơi lụy để xây dựng phẩm thanh cao của điểm qua, giải trượt trong nội tâm và điều đại phước, phát đại nguyện và cống hiến chúng sanh kể cả ba cõi, nên giữ lời thề và thực hành cho đúng đắn. Nó là món quà quý chúng sanh. Cảm ơn Phật tâm đại nguyện. Xét tải về gặp được con đường đạo, con nguyện chưa làm cả nghiệp để trọn hết kiếp này, thì sẽ cố gắng tu để được ước nguyện của con là được trở về cơ thánh đức để tu tiếp, vì không biết tội lỗi nhiều trong kiếp này đã trễ, không còn tu được đến được lên cõi trên, cho nên chỉ ước nguyện là trả xong cái nghiệp và được chuyển qua cơ thánh đức để tu tiếp. Biết được sau sự đau khổ của người khác là sự đau khổ của chúng ta. Nhưng chúng sanh giáng lâm xuống thế gian để sử dụng Phật sáng suốt, chuyển trong cơn si mê bất chấp, cho nên gây đại họa cho nhiều người. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thực hành sự đau đớn của chúng sanh là sự đau đớn của ta. Cho nên phát tâm từ đáy lòng và nguyện tu sửa ăn năn hối cải, trong thực hành chư Phật sẽ xóa tội. Cố gắng trì tâm niệm Phật để tận độ những người lâm nạn người ta sớm thức giác, đồng tu đồng tiến. Muốn cứu độ tất cả phải giữ lòng thanh tịnh. Chuyện rờ mơ được ở thế gian là chuyện giả, chân tâm là chân. Muốn thường độ chúng sanh phải xây dựng chân tâm thanh tịnh, nhưng họ mới tỏa ra thanh khí tự ái như đao hoa tại trần. Chỉ điều luyện biết bao nhiêu kiếp mới phân ra mùi thơm vị ngọt cho chúng sanh được tạm hưởng. Ngày nay chúng ta tu cũng vậy, giữ thanh tịnh và khai triển lòng từ ái mới tu độ được cơ nguyện thất độ, để đem chứng cho yên tâm và cố gắng giữ trọn duyên để đi tới.
nay con nguyện tu học tinh tấn để được giải thoát và để được giác thoát. Lòng đại nguyện từ ái đó cần thực hiện và chấp nhận bất cứ nhỏ quả gì xảy đến. Tâm ta vẫn tưởng đến sự cứu độ vô cùng, đó là về cho sự chứng giác và chuyển đổi cho con tu. Kính thưa Thầy, hôm nay con có lời nguyện, con sẽ cố gắng hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình và cho dồi công năng tu tập hơn nữa để có nhiều thanh quan điển lành hòa vào điển của Thầy, điển của Thượng Đế để cứu độ của Nguyện Thân Tổ và cứu độ quần sanh trong quân cuối. Lời thích tâm rời bỏ hạnh phúc trần gian giả tạm, nguyện tu trở về cái hạnh phúc đời đời của bề trên là điều cao quý, nhưng phải giữ tâm và phải thích tâm để đấm tư quan không bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh nữa, nhưng hậu mới có cơ hội làm tròn đại nguyện của chính hành giả. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Sau bao năm trời lặn lội, con là một người chịu nhiều cảnh khổ, không nơi nương tựa, tưởng là đã hết rồi, không ngờ cũng nguyện thất tổ ông bà của con được một đại ân đức của bề trên đã cho chúng con được cái pháp của đức ông Tư và đức ông con giải pháp, con phải trả pháp. Con nguyện kể từ đây vợ chồng con sẽ là một cái hạnh để làm một ánh đuốc để cho ảnh hưởng chúng sanh và nguyện trọn kiếp này sống vì đạo, tử vì đạo. Muốn trở thành một vị Bồ Tát, cuộc đời phải nhồi vào, nhồi liên tục để cho chúng ta thấy rằng thế gian tuổi thân rồi phải tự nhiễm dục, rồi phải thấy giá trị của cơn nhồi quả. Lúc đó chúng ta mới thức tâm, có quả chiến, có nơi về. Ngày hôm nay ngộ được đạo pháp, biết rõ đường tiến nơi về, cho nên chúng con phát tâm muốn thực hiện thành một tâm Bồ Tát và phải cố gắng nhịn nhục tốt độ để xây dựng cho đến đích. Tương lai các con là món quà quý của chúng sanh thì yên tâm cho các con. Hôm nay chúng con không có gì ngoài để có cái thứ của bà. Nhà đức sĩ tu học của Thầy Gia Dẫu chỉ dạy cho chúng con con được mở tâm trí. Con có từng nghe trở đi chứ không được bình tâm để con chỉ dạy cho con cái con trong gia đình. Ngày sau ảnh hưởng được lối sống phần nào con vui mừng phần đấy. Đã làm một hiền thê, một hiền mẫu tại thế, phải chấp nhận mọi cơn nghiền nhồi quả đi về, trả được cái nghiệp trần tại thế này. Nhìn được tôi đã để làm một gương mẫu cho gia đình và dẫn tiên các con tận độ cho chúng sanh tương lai.
Kiếp cơ tu ngày nay mới ngộ nghiệp thân thì sớm thức tâm, có nghiệp thân mới có cơ hội thức tâm, có bệnh hoạn mới thấy lý do gì tôi lên đây, tại sao tôi bệnh hoạn như thế này, vì sự yếu hèn của bằng phần hồn. Cho nên ngày hôm nay phần hồn được mạnh dạn tiến lên chấp nhận con đường tu để giải thoát. Gia căn tự nhiên nó bình an. Do đâu? Do luồng điển từ ái đã phát hỏa, chuyển khí, thay đổi trực khí trong gia căn. Cho nên ngày nay có cơ hội thức tâm và khỏe mạnh lại, nên tiếp tục con người tu, phát nguyện tu càng ngày càng nhiều càng tốt, để độ tận độ phần hồn tiến hóa như lục căn lục trần, ảnh hưởng chúng sanh trong tương lai. Đang nguyện bỏ con đường hẹp, trở về với con đường chân giác và quý hóa vô cùng. Hồn sẽ bị trầm luân trong bể khổ, mở rộng đường cho các con kiến, mở rộng đường cho gia căn được hạnh tốt để đóng góp cho quần chúng. Nó là một việc làm xứng đáng của một hiền tề thê, một hiền mẫu trong gia đình, luôn luôn mở tâm rộng lại. Chúng ta đến đây với hai bàn tay không có gì mất đâu mà phải lo sợ mà. Như vậy, giữ lấy cái không thì mới tận độ chúng sanh. Còn sợ mất thì không làm được đại sự của trời, không hợp suy nghĩ. Ngày nay làm cha làm mẹ là thế thiên hành đạo, phải giữ tâm thanh tịnh, phổ độ đạo màu, giúp đỡ chúng sanh. Con là một tập hồn chưa hoàn tất. Nay xin lấy lại sự chính giám của bề trên của thầy. Con xin cố gắng tự tu tự tiến,
con tay Pháp, con xin trả Pháp. Con xin Thầy chứng cho con đồng hành. Nhà ai nấy ở đèn, ai nấy thắp, đó là đúng, tình tu. Mỗi người đều có cái duyên nghiệp, cho nên chúng ta phải thành tâm tìm hiểu qua những cơn nhồi hậu quả kích thích và đẩy lui ta về sự thanh tịnh sẵn có, trở về ngôi vị Bồ Tát cứu độ quần sanh. Cho nên đừng sợ sự kích động của ngoại cảnh, nhưng mà nhận đó lấy quán làm ơn để trở về với sự chân giác sẵn có, trì niệm danh Phật sẽ được tận độ đến cùng. Nhiều nhưng mà thực hành thì không có bao nhiêu. Trong giờ phút thiêng liêng này, con xin đấng cha là, con xin thầy, con xin hỏi công đầu mười phương chư Phật đấng ban một chiếu hóa cho con. Con cầu hỏi thức tâm tăng năng sáng có những sự sai lầm, giáo dục lục căn lục trần, tạo nên chúng sinh trong thiêng liêng địa này, nó có cơ hội ý thức rõ những gì phần hồn nó mong muốn và nó phải hiểu tình thương của đấng cha là sự giáo dục của thầy đã dìu dắt con từ bấy lâu nay. Con xin thầy tha thứ tội cho con, tội ngu muội tối tăm đi lại mà trì trệ. Con còn mang tội cống căn mạng mạng vì tưởng mình đã hơn người, nhưng không ngờ trong thời gian qua, trong sự thử thách, sự nhồi quả, con mới thấy rõ chính con nhiều hơn. Nhờ sự dây sáng của tình đời và đạo vô vi và sự ứng khắc của thầy, con mới thấy rõ giá trị sự minh triết tinh vi của thầy đã từ lâu giáo dục cho con. Hôm nay con xin thầy phân ban và chiếu hóa cho con cơ hội cuối cùng để cho con bái công trục tội. Con xin cảm ơn thầy. Con đã tu nhiều kiếp chứ không phải một kiếp, nhưng mà luôn đem chân lý đi làm sai, cho nên con bị nhồi quá. Nhồi quá nhiều không phải được. Cho nên kỳ này con muốn làm ăn, muốn làm phát triển gì không được đâu. Con chỉ có một cái tu mà thôi. Hôm nay thầy minh chứng cho con biết rằng con đã tu rồi từ nhiều kiếp, nhưng sai. Dùng chân lý muốn lấy đạo tạo đời, cho nên bị loạn động, nhồi quả liên tục để con thức tâm. Đến lúc con thử thách cả Thượng Đế vẫn ban ơn và chiều ý muốn của con để con được nhồi quả mau hơn. Nhưng mà rốt cuộc con không giữ thanh tịnh. Cho nên lần này là đại nguyện giữa Thượng Đế, giữa chư tiên, chư Phật, giữa tam giáo tòa, con phải giữ lời hứa, không còn thử thách với Thượng Đế nữa. Thì lúc đó con sẽ được đại nguyện. Sẽ tu hành tinh tấn và có thể con sẽ dạy
thầy bảo cho con muốn con sẽ dạy bảo cho con muốn đi theo đường tu xin thầy cho con dịp may hiếm có, duyên lành khó gặp. Ngày nay con thức tâm phát tâm muốn cứu độ tha, trước hết phải bắt tu thiền chính mình, lúc đó đầy đủ lực lượng để trên yêu cho bạn đạo trong tự tâm bạch ái sẵn có của chính mình. Nãy con lên đây con có một câu thơ và cũng là những lời đại nguyện của con. Hôm nay con kính xin chân lên đến cha trời mười phương chư Phật và Đức Thầy. Cố gắng tu tâm học nhẫn hòa trì niệm Di Đà mới thấu ra quán xét thân tâm mình còn xấu, nguyện độ cho mình sao độ tha. Con được cảm ơn đó là điều tốt, phải thực hành đó là chân lý, phải sửa mình cái độ tha nhân được. Tuổi trẻ con có ý niệm đó và rất cao quý, em giữ lấy mà giữ lấy mà giữ. Thôi đến đây cũng đầy đủ rồi, mọi người lo tu và phát đại nguyện trong nội tâm về trên thượng giới. Ra đây để trình diễn và hưởng thanh quang để giải nghiệp tâm. Cho nên nhiều người tới đây cảm thấy run rẩy sợ sệt, đó là phần yếu hèn nó tự ly khai. Một hồi sự thanh tịnh nó sẽ lại. Đây là một tòa phán xét lương tâm của hành giả. Tuy rằng căn nhà nhỏ hẹp nhưng mà luôn đến đầy đủ sự nguy giáo dục tâm thức. Cho nên để trên chăm chế cho và để cho tất cả mọi người có đại nguyện trong thức tâm lập tu lập thiền. Chúng ta lớn rồi phải lo trì niệm nhân phẩm để giải tỏa những sự ô trực của phần hồn đã làm trong nhiều kiếp. Chẳng đang lo niệm phật khi niệm phật hơn rồi cho chuộc lấy cái tội, mở tâm lớn rộng ra quy y cửa Phật, xây dựng thiện niệm từ đây
thêm nhiều thế đó. Kính thưa thầy, kính thưa quý đạo, trong này mã khóa của khóa ba Hiến Hòa toàn thể phát sinh nam nữ con có chung góp nhau để có một món quà nhỏ xin gửi tặng thiện viên. Xin kính mời anh quản lý thiện viên lên nhận món quà. Xin kính mời anh trưởng khóa lên trao tặng món quà cho thiện viên. Xin mời. Tôi xin thay mặt tất cả khóa Nhân Hòa gọi là một chút quà để đặt kính tặng thiền viện để lưu niệm sau này. Sau này có một ngày nào mà cha trở cho phép trở về đây nhìn chú biết tích cũ mà nghe được thủ ấn với thầy để nhớ lại hương lòng cố gắng thu tập để xin thầy nhận cho. Tôi xin phép thầy. Kính thưa quý bác, quý anh chị, chúng tôi rất lấy làm xúc động mà cảm thấy chưa xứng đáng được nhận món quà này. Xin cầu chúc các bác anh chị trở về đem sở học của thầy để hành đạo và cầu chúc các bác anh chị sống thăng hoa nhiều trên gương đạo. Đồng hồ không bao giờ như người nghĩ, nhưng mà đồng hồ phải làm việc 24/24 để thức tâm người hiền. Cho nên người hiền nên noi đồng hồ để mà hành tiến tâm đạo. Tâm đạo không được nghĩ, nhớ điều này. Chứ không phải tôi tu đạo rồi tôi hết, tôi không làm việc gì, tôi giải nghiệp thì tôi nghĩ không. Tâm đạo không ngừng nghĩ mới là tâm đạo. Ánh nắng mặt trời không ngừng nghĩ mới kêu gọi chúng sanh. Đại từ bi không ngừng nghĩ mới quán độ, quán xuyên tâm hồn của người tu. Cho nên chúng ta người tu, chúng ta phải hòa tan với sự không ngừng nghĩ liên tục tu học, khai mở tâm can, quán độ cuộc sống. Con phát sinh quá nhân hòa xin đội ơn thầy.